Hello, chào mọi người, chị Connie. Mày đang chạy đi đâu? Chạy đi đâu ấy? Thế đây à? Thắm nhỉ? Mày chạy đi đâu thế? Kêu vãi. Chơi với con quay à hả? Chơi đi. Với cái mặt dễ thương của mày thì ai làm gì được. So sánh về mặt của chó, bây giờ nó lại định làm gì nhá? Mày chơi ném bóng không? Còn là người kết không nhỉ? Cái này không đem quả bóng thì to quá. Mày nghĩ đi, mày thích chơi cái gì? Đi làm việc riêng đúng không? Mày không biết á. Mày thì tiếng gì ấy cậu bé? Mày trời, rất là sợ. Thật đấy.
gì đó. Tại hết rồi. Này, với mình nhìn rõ gì đó. Chắc không thấy đâu. Xin lỗi nha anh. Nhắm giấc. Nói chưa. Bye.